Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam dọa tẩn Thích Trúc Thái Minh, liệu thợ tu có ngán? Sau thời gian ồn ào về xá lợi tóc Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Hội đồng trị sự cho rằng các hoạt động trưng bày xá lợi tóc Phật của Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin Phật giáo, tín tâm của Phật tử về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Hình ảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam dọa tẩn xuất Thích Trúc Thái Minh. Ngoài việc nhận kỷ luật cảnh cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo với tất cả ban trị sự Giáo hội Phật giáo các địa phương trên toàn quốc. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, sự Thích Trúc Thái Minh đã mang một sợi trong giống cộng long xoăn về trưng bày tại chùa Ba Vàng và hô hào rằng đó là xá lợi tóc Đức Phật. Hành động này bị mạng xã hội phản ứng dữ dội. Nhiều người vạch trần thủ đoạn lừa gạt lòng tin của Phật tử của ông sư trụ trì chùa Ba Vàng. Có người còn chỉ ra đó là cỏ Billy, một loại cỏ giống long và có thể ngọ nguậy khi gặp nước. Trên YouTube có rất nhiều clip nói về loại cỏ này. Hình dạng cọng cỏ này rất giống cái gọi là xá lợi tóc Phật mà sư Thái Minh đã trưng bày ở chùa Ba Vàng. Khi áp lực dư luận buộc chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải lên tiếng, thì ông Thích Trúc Thái Minh vội vàng tẩu tán tang vật, công bố rằng tóc Phật đã trở về cố quốc. Hành động này cho thấy ông có gì đó giấu giếm, bởi trên mạng xã hội đã nổi lên những yêu cầu xét nghiệm DNA và đo tuổi của xá lợi tóc Phật. Nếu đó thật sự là tóc Phật, thì ông Thái Minh không cần phải sợ khoa học. Việc phi tang sớm chứng cứ đã nói lên sự thật rồi. Hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh đang diễm trước cộng long không rõ nguồn gốc. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành kỷ luật ông sư trụ trì chùa Ba Vàng là gián tiếp thừa nhận ông này đã sai. Tuy nhiên, cách xử lý của chính quyền và cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho thấy họ chỉ đối phó với dư luận là chính, chứ không hề muốn xử lý rốt ráo vấn đề. Ngày 29 tháng 12, tờ báo Phật giáo lại đăng bài Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào? Bài báo kể về việc xá lợi tóc Phật được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào và được cất giữ trong phòng di tích của chùa Bodhatarun ở Yangon ra sao. Theo bài báo, vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, khi tạm thời phải đưa xá lợi ra ngoài để sửa chữa lại căn phòng, hộp tráp nhỏ đựng sợi tóc đã được di chuyển dưới sự giám sát của thủ hiến Yangon, ông Uphyo Minthiang, một số tu sĩ Phật giáo cấp cao và những người trong nom ngôi chùa. Điều này cho thấy không thể có chuyện một ông sư vô danh tiểu tốt ở Việt Nam có thể sang đây thỉnh được xá lợi tóc Phật. Ngoài ra, để xác định thật giả thì việc đem xá lợi tóc Phật ở chùa Ba Vàng đi giám định là điều cần thiết. Tại sao cả chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều không làm? Ông Thích Trúc Thái Minh đã nhiều lần tổ chức hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng. Ông từng bị giáo hội phạt, nhưng rồi vẫn để cho ông hoạt động bình thường. Cho nên, lời dọa tẩn xuất nếu tái phạm không biết có đủ sức mạnh để răn đe ông sư lắm chiều này hay không. Hoạt động mê tín dị đoan núp bóng chùa là một loại hình kinh doanh béo bở. Trong miếng bánh này có thể có phần của các quan chức, chứ không hẳn chỉ một mình sư trụ trì ăn hết. Nếu không, sư đã bị chính quyền dẹp từ lâu, chứ không thể ngang nhiên tồn tại từ năm này qua năm khác như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam dọa tẩn Thích Trúc Thái Minh, liệu thợ tu có ngán? Sư Thích Trúc Thái Minh nhận kỷ luật cảnh cáo sau tai tiếng về vụ xá lợi tóc Phật. Ngày 21 tháng 1, AFA tiếng Việt cho hay, trụ trì chùa Ba Vàng nhận kỷ luật cảnh cáo của Giáo hội Phật giáo nhà nước. Theo đó, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, bị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam kỷ luật cảnh cáo, lý do vì những sai phạm do vị sư này gây ra tại chùa Ba Vàng. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 21 tháng 1 dẫn thông báo kết luận kỷ luật của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam như vừa nêu. Theo quyết định kỷ luật cảnh cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Ban Thường trực Hội đồng trị sự
và thông báo đến các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quyết định còn nêu rõ Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục xảy ra sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Theo AFA, Chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo, truyền thông của Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. AFA dẫn báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 4 tháng 1 cho biết, Ban Thường trực Hội đồng trị sự khu vực miền Bắc của Giáo hội có phiên họp tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét việc kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về vụ việc trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật. Báo Giác Ngộ trích lời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban trị sự tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt hoạt động tôn giáo và truyền thông của Chùa Ba Vàng. Vẫn theo AFA, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này, bày tỏ nghi ngờ về cái gọi là sợi tóc của Đức Phật có từ hàng nghìn năm và cho rằng Chùa Ba Vàng đã thu được hàng chục tỷ đồng trong vụ này. AFA dẫn khẳng định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày 2 tháng 1 rằng việc Chùa Ba Vàng tổ chức triển lãm xá lợi tóc Phật là hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động triển lãm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận. Sư Thích Trúc Thái Minh thỉnh xá lợi tóc Phật tại Chùa Ba Vàng. AFA cũng dẫn một công văn vừa gửi ra trước đó giải trình về vụ việc. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết sợi tóc trưng bày được tu viện Barami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế ở Myanmar bảo quản và cung rước đến Chùa Ba Vàng cho Phật tử Việt Nam chiêm bái và không có việc lừa dối dư luận. Theo thông tin được báo Giác Ngộ đăng tải, sự việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng đã bị dư luận lên tiếng nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của vật thể được Chùa Ba Vàng gọi là xá lợi tóc Phật, bảo vật quốc gia thiêng liêng của Myanmar. Dư luận hết sức xôn xao, liên tục trong nhiều ngày qua, không chỉ trên mạng xã hội mà một số cơ quan báo chí chính thống cũng đã quan tâm phản ánh, theo báo Giác Ngộ. AFA cho biết thêm, đây là lần thứ hai trụ trì Chùa Ba Vàng bị kỷ luật. Lần đầu tiên ông bị kỷ luật đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối vào năm 2019 sau khi thực hiện hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ, thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, bị báo chí trong nước phát giác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sư Thích Trúc Thái Minh nhận kỷ luật cảnh cáo sau tai tiếng về vụ xá lợi tóc Phật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d